Thưa quý vị, đây là ông Nguyễn Minh Phúc, tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc và là trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương, thường đăng tải các video clip lên mạng xã hội, phát ngôn tục tiểu, xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tối ngày 3 tháng 3, ông Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Huyện ủy Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm đối với ông Nguyễn Minh Phúc, ngụ ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, vì tự xưng là tu sĩ, có nhiều phát ngôn trên mạng xã hội sai lệch về Phật giáo. Trong báo cáo gửi Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 3, Thượng tọa Thích An Thường, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Củ Chi cho biết, nơi ông Phúc treo bảng hiệu chùa Hoằng Pháp Trung ương là nhà ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo. Bên cạnh đó, các loại giấy tờ chứng minh là tu sĩ, các quyết định bổ nhiệm đối với ông Phúc của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cho ông Phúc đều là giả mạo. Các huân chương, huy chương, bằng khen của lãnh đạo nhà nước, chính phủ cũng được cơ quan chức năng xác định do ông Phúc tự làm giả. Trong buổi làm việc ngày 22 tháng 2 giữa Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung với các đơn vị liên quan, cơ quan chức năng nhận định, phát ngôn của ông Phúc đăng tải trên các kênh YouTube là trái với truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và xúc phạm rất nghiêm trọng đến giáo hội. Do đó, Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung yêu cầu ông Phúc tháo dỡ các bảng hiệu tự xưng treo tại nhà, đồng thời chấm dứt ngay những phát ngôn trái với đạo đức xã hội, trái với truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày 3 tháng 3, Công an tỉnh Bình Định cho biết Công an thành phố Quy Nhơn vừa bắt giam đối tượng Lý Minh Tấn, 35 tuổi, ngụ tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 11 năm 2020, đến ngày bị bắt, Lý Minh Tấn đã thực hiện 10 vụ trộm tài sản trong ô tô trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Đối tượng đã lợi dụng người dân bỏ xe ngoài đường, nhưng quên khóa cửa xe để trộm. Những vụ trộm gây thiệt hại lớn là do bị hại để thẻ ATM cùng với giấy tờ tùy thân trên xe, nên Tấn đã lấy thẻ, lấy mật khẩu từ ngày sinh trong chứng minh nhân dân để rút tiền. Riêng thủ đoạn này, Tấn khai đã thực hiện trót lọt 6 vụ. Một trong những bị hại bị mất tài sản với thủ đoạn trên là chị Phan Thị Bích Tê, tên viết tắt, ngụ phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn. Tấn đã lấy thẻ ATM và giấy tờ tùy thân của chị Tê để trên ô tô, sau đó lấy thẻ ATM và mật khẩu từ ngày sinh trong giấy chứng minh nhân dân để rút 56 triệu đồng. Thưa quý vị, một nữ tài xế mới đây đã ngang nhiên đi ngược chiều trên cầu Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đó thì hành động liều lĩnh của nữ tài xế ngay lập tức bị chiếc xe đi đúng luật giằng mặt. Theo đoạn clip, chiếc xe 7 chỗ lao ngược chiều lên cầu, bất chấp nhiều phương tiện đang di chuyển đông đúc, tài xế được cho là một người phụ nữ. Sau khi chạy được một đoạn ngắn, chiếc xe đi sai luật bị một xe cứu thương ép lùi. Nữ tài xế buộc phải cho xe 7 chỗ lùi từ từ xuống chân cầu. Việc đi ngược chiều của chiếc xe đang bị dân mạng chỉ trích gay gắt vì gây nguy hiểm cho chính nó và nhiều phương tiện khác. Trong khi đó, cách xử lý của tài xế xe cứu thương được đa số ủng hộ.